Chào các bạn. Hoặc là chào các bạn. Chào các bạn. Đầu này cũng không khác gì đôi lôi đâu ấy. Đầu gấp đôi lôi rồi. Gấp đôi lôi đi. Khiếp. Cái này 500 bao nhiêu? 512. 512 ghi nha. Cái này là 512 ghi nha. Chào các bạn. Đúng rồi. Là đầu to. Thằng bé này nét rất là đẹp luôn. Đầu như cái rìu ấy nhỉ. Ngài, ngài camera. Ở mắt xinh á, mắt mắt của người lễ bì nam cướp chồng rồi à. Hả? Tên là gì? Tên là Ali. Này là cháu của chủ nhà hay là con của chủ nhà luôn? Cháu à? Đây là cháu của chủ nhà. Hả? Thằng bé này hài hước lắm. Chào các bạn đi. Phật là chào các bạn. Phật là chào các bạn. Phật là chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên là Ali đầu to. À chào chào. À chào. Chào các bạn. Nam lấy cho chị gọi tàu ra đây với. Trong tủ lạnh á. Thôi chào từng lấy được rồi. Lôi nói sáng mai sang đây để bôi thuốc mà không thể sang này. Thôi chào được rồi, các bạn bảo là con gì đây? Chào cho Ole đi nào. Con anh Đông hả? À, các bạn bảo đây là con anh Đông. Con anh Đông. Đúng rồi, nhìn giống xin. Anh Đông nha mọi người. Xin chú. Đây là cháu chủ nhà chứ không phải con chủ nhà. Xin chú. Tóc. Xin chú Nam. Đôi mà. Tao bỏ. Ô đê. Con là cảm ơn chú. Này, các bạn bảo đây. Là các bạn bảo là con của chú Đông, con đệ. Của bác Đông, con của rừng Đông nhỉ. Cảm ơn đi. Đệ của anh đi. Sao không? Giang chẳng phải trong nhà tìm mình cái gì cả, chán lắm. Có ăn là quên hết rồi. Lôi bị bên này mùa này cứ bị bị nấm. Mời các bạn uống. Anh Đông đợt này về chết với chị Nhụy. Ôi lông mi đẹp lắm, lông mi đẹp lắm. Không phải có đôi lông mi nhỉ? Ừ. Ngon không? Cui à? Cui à? Ê, anh đây đang hoang à? Nhanh nhở. Ừ. Hello Lâm. Hello bà ba. Bà ba Đông. Hello bà ba. Bà ba. À bye bye bye. Mẹ. Ông gọi thế tôi có tiếng không được miếng nào luôn. Đây là con của anh Đông nha mọi người ơi. Các bạn vào này. Các bạn vào con của anh Đông. Mọi người có thể bàn sao của anh Đông kìa. Thế em thấy luôn em đọc comment ấy. Mắt giống Neymar. Không nhưng mà giống thật. Tự nhiên các bạn vào cho em thấy giống thật. Ông thằng này nó đúng là từ mũi luôn nhìn nó. Có bạn lại vào là em lại thấy giống anh Nhân. Bạn. Tiểu Tam đâu chỉ đây, Tiểu Tam Nam đây. Cái con giống Tiểu chú Đông Tam. Ghê. Con hàng xóm mà giống chú Đông, chán cháu thôi. Hai giọt nước. Giống chú Đâu, khác mỗi cái mặt. Khác mỗi cái mặt này, đây, nhìn nó giống. Để nhìn nó giống. Này, ông quay lên đây. Để nhìn nó giống. Này, ông quay lên đây.
Ri. Làm gì giống mấy? Ri ri ri. Đây, chết thì cứ đang ngoan nè. Ri ri ri. Làm gì giống. Ờ. Đợi đợi đợi. Tao nghe là cười đấy. Này có một điều cười rất là dễ thương nha. Nghe cười đã thật đấy. Lể có người yêu chưa? Lể chưa nha. Lể bị nam cướp mất người yêu rồi. Mẹ sợ yếu. Tôi sao thằng nam trắng ấy nhỉ? Không, chỉ còn trắng bằng em ấy. Giống anh Đông thật, ớt mình thể giống má. Rì, chào các bạn. Mời các bạn cùng ăn, thật ra mời các bạn cùng ăn. Ngon không? Mời các bạn cùng ăn. Ngon. Các bạn. Mời các bạn cùng ăn. Cái mà giống anh Đông. Xin đi ạ. Cặp mắt giống Tôn Nghi Phạm. Xin đi. Ăn của mẹ. Xin chú. Nào của mẹ. Xin chú. Nam vào cái là màng bị lắc. Lôi đang ở nhà nha mọi người. Chẳng chờ. Cái này là quả táo tàu. Quả táo tàu phải không? Quả thuốc bắc. Táo thuốc bắc á. Ừ, mắt đẹp, lông mi đẹp. Mũi đẹp, còn miệng đẹp, răng cũng đẹp. Còn lông mày cũng đẹp. Còn một đứa em nhìn giống con gái nhá. Nhưng mà thực ra là con trai. Nam làm mấy tập vlog hay quá. Hôm nay lại có vlog rồi. Con ai đấy? Con của chị đấy. Chào các cô bác chú. Đây ạ. Bé này là cháu của chủ nhà nha mọi người ơi. Và là chào các cô bác chú. Thực ra mình thấy trẻ em bên này ai cũng đẹp hết. Nhìn kỹ đẹp đẹp hết. Chào các cô chú nha. Mình tên là Ali đầu to. Mình chuẩn bị debut lên làm idol. Mình là idol Ali đầu to. Nhìn bé thấy hơi trắng đúng không? Online mà. Áp gánh còn lưng. Cái dùng áp ấy mọi người ơi. Đã xài đi Ali. Đúng rồi, nhìn khuôn mặt rất là phúc hậu nha. Mình cũng thấy thế. Can sản, can sản. Can mấy chú. Chào các cô, các chú. Chào các cô, các chú. Can sản đi, can sản. Mời các cô, các chú cùng ăn. Đầu 1TB nha, chính xác. Mời, đây, xoay đầu ra cho các cô, chú coi quả đầu như quả rìu luôn, chiến lắm. Yeah. Nào yeah. Về chị đón, chị em đón. Nào về. Là cá chú. Nào về chị em đón là sao? Nào cá chú, cá chú. Ở ông nhỏ này là hôm trước nhảy đấy. Thôi để cho cháu ăn đi, bắt cháu chào. Nghĩa là Cái gì? Mọi người bảo là giống anh Đông. Anh có thấy giống không? Các bạn nhìn này. Ê, ôi là kìa, ôi là kìa. Cái đầu 1TB nha mọi người. Cái này phải 4 các bạn ạ. 4TB hả? Cái này phải 4. Thằng anh là cười. Đó. Cái đầu này rất đằng sau này. Đó. Mày quay đây. Như cái này luôn. Rồi. Rồi. Ra đi. Chào. Nè, ok. Ok, Olia, Olia. Ê, Ali. Chào các cô, các chú. Chào các cô, các chú. Bên bên đấy đang là mấy giờ vậy chị? À, mấy giờ Linh ơi? 11 giờ nha mọi người. Trên càng giống Việt Nam rồi đó. Bản nhân viết ở đây giống Việt Nam luôn. Máy qua bên rồi. Ohio. Việt Nam luôn. Máy qua bên rồi. Ohio. Hát bài à lôi đi chị này. Không phải là hát karaoke mà để hát thử ghê. Ngon không? Ngon không? Đúng rồi. Bên này ít hơn Việt, à bên này chậm hơn Việt Nam 6 tiếng. Bên này đang là buổi trưa.
Này là cháu của chủ nhà mà. Cô mẹ. Gì đấy? Đây này. Bé này không sợ anh Linh đúng rồi. Anh Linh à? Ừ, ăn đi. Anh ăn cơm. Lôi đâu chỉ Lôi đang ở nhà. Tưởng Lệ về rồi, cuối tháng này mình về nha mọi người ơi. Đúng rồi, là 11 giờ trưa em mọi người ơi. À sau phía đầu của Lôi gần khỏi rồi nha. Mình bôi cái thuốc của Việt Nam ấy gần khỏi rồi. Linh gọi Lôi sang đây đi. Hả? Kiếm đâu ra vẻ dễ thương về chị. Ui à. Hello Khánh Linh. Con chị à. Đúng rồi, con của chị. Chị ở luôn bên đó làm luôn à? Không, chị về nha. Cuối tháng nay chị về. Ri. Sao thế này? Quang Linh đang ăn cơm. Lấy về ngày nào? Bí mật. Chị về rồi có sang nữa không à? Chị cũng chưa biết được.